Kính thưa quý vị, Loan xin hân hạnh được gặp gỡ quý vị trong chương trình Sewing by Loan. Thưa quý vị, hôm nay Loan có một khách hàng có một cái dress rất là đặc biệt, special, yeah, and new style, yeah, đây là bustline and the waistline. Khách hàng này muốn lên cái line mà hai lần hem, hai lần lai á, thì ta gấp một lần rồi gấp hai lần, thì ta gấp lai về gấp một lần nhé, lai nó dài rồi. Gấp một lần rồi gấp hai lần, sau khi gấp hai lần thì ta lấy kim, ta ghim từ phía thân trước tới phía thân sau, vâng, bên trước thân sau bằng nhau gấp hai lần. Và khi ta may á, khi ta cắt thì ta mát phấn ở đây, ta mát phấn ở đây đó, mát phấn ở những cái đường cuối cùng của cái lai á, xong rồi ta vạch rồi ta bẻ ra, ta ủi rồi ta cắt gấp vô là chừng 1 inch 25, và đường lining cũng vậy, cái lớp bên trong cũng vậy ạ. Rồi em xin chân thành cảm tạ quý bạn đã theo dõi những chương trình Sewing by Loan. Nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, xin email cho Loan ở địa chỉ Loan Taylor, Loan Taylor, L-O-A-N Taylor@yahoo.com. Xin chân thành cảm tạ. Hẹn gặp quý vị trong chương trình kỳ tới.